Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0612. Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Ngày hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị qua chương trình Người Việt Luật Mỹ. Vì đây là chương trình luật pháp trực tiếp truyền hình, thành ra quý vị có thể gọi thẳng vào đài qua các số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-893-3264 để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp. Một lần nữa, số điện thoại mà quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi về luật pháp là số trên màn ảnh của đài là 714-893-3264 để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp, thì chúng tôi sẽ tuần tự trả lời câu hỏi của quý vị. Và một lần nữa, chương trình quý vị là chương trình luật pháp trực tiếp truyền hình mà quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi. Thì thường thường cứ sau 15 phút thì đài sẽ chạy phần quảng cáo thương mại. Thì trong thời gian mà đài chạy phần quảng cáo thương mại đó, thì quý vị cứ tiếp tục gọi vào, chúng tôi vẫn tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị khi mà đài off air chạy cái phần quảng cáo thương mại. Có một gần đây đó, chúng tôi có một cái thông báo, nhất là cho những cái quý vị cao niên hay là lợi tức thấp đó, thì có một cái bọn gian họ lái một cái xe van và họ sẽ đến để họ offer quý vị là họ sẽ trả cho mình 20 đồng để cho họ có thể lấy swab ở trên cái miệng của mình, lấy nước miếng đó để họ thử DNA, nói rằng họ sẽ thử để coi mình có bị cancer hay không. Rồi sau đó họ bắt mình điền mấy cái form để cho họ tên, tuổi, số an sinh xã hội, ngày sinh, tháng đẻ, đủ information. Thì đó là những cái bọn gian, là bởi vì đó không có cái cơ quan chính quyền nào mà làm như vậy để lấy DNA để mà coi mình có bị cancer hay không. Cái đó nó chỉ là gian, nó gạt mình thôi để nó lấy những cái information đó. Rồi sau đó đó, nó dùng những cái information đó để nó claim qua những cái với chính phủ, qua những chương trình Medicare hay là Medicaid, hay là nó dùng đó để nó apply loan hay là credit card. Thành ra quý vị rất là cẩn thận, nhớ là nếu mà ai đến xin nói là lấy DNA của mình, chỉ cần gọi là swab cái ở cái miệng của mình để lấy nước miếng, là họ có thể giúp để khám phá ra của mình có bị cancer hay không, và đồng thời còn cho mình thêm một số tiền nữa, thì quý vị nên từ chối. Bởi vì chỉ đó là những kẻ gian thôi, chứ chính phủ không có làm cái việc đó. Ok. Hello, giờ tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Dạ. Lời đầu tiên xin cảm ơn thông tin mà luật sư mới vừa giúp cho cộng đồng biết để mà ngăn ngừa những lời lừa đảo. Dạ, không có chi em. Hai nữa là cũng đợi cả tuần rồi, xin luật sư cho cô trả lời giúp cho việc một việc ly như vậy nè. Làm tôi đứng tên mua nhà đó mà trả pay off trước khi lập gia đình, rồi tôi cũng có làm living trust cho người thân, rồi bây giờ tôi lấy chồng thì người chồng có khoảng 2 năm nay á, thì tôi với chồng khai thuế chung, mà rồi tôi có lấy tiền của mình đưa cho hai vợ chồng trong cái hồ sơ là đóng thuế đất đó. Thì xin hỏi nếu như mà bây giờ mai mốt tôi bán nhà đó, thì người chồng có quyền lợi gì trong căn nhà mà tôi đã mua trả ốp trước khi lấy anh lấy hay không? Mà rồi nếu mà thí dụ mà bán như vậy á, thì cái thế mà capital gain tax cái gì đó là thế lợi nhuận sau khi bán nhà đó, là có được tính cho hai vợ chồng không ạ? À? Xin cảm ơn luật sư. Ok, thứ nhất đó là cái nhà bà đã mua trước khi bà lấy chồng phải không? Bà đã pay off trước khi lấy chồng phải không? Dạ vâng. Và hiện giờ cái nhà đó, cái chủ quyền, cái title cái nhà đó chỉ có mình bà thôi phải không? Dạ. Ok, vậy thì đó, trong tương lai bà bán đó, ông chồng ổng không có cái quyền gì ở trong cái nhà đó. Và tôi cũng khuyên đó là nếu mà bà bán đó, cái tiền mà bà được đó, bà cũng nên mở một cái bank account, bà để toàn bộ số tiền đó trong cái bank account và chỉ có một mình tên bà mà thôi. Tức là bà phải giữ cái nhà đó là cái tài sản riêng của bà. Khi bà bán đó, thì cái tiền thu được đó, bà phải giữ ở trong cái bank account chỉ có mình riêng của bà. Thì như vậy đó, thì trong tương lai ông chồng ông không có đòi được.
Thí dụ sau đó bà muốn mua căn nhà khác thì bà phải lấy tiền từ trong cái account mà có tên một mình bà, thì bà mua cái nhà khác. Thì như vậy đó, với cái nhà mới bà cũng đứng tên một mình thôi, bà sẽ đứng tên gì đó, married woman as her sole and separate property. Ok, thì khi đó nó vẫn giữ là cái nhà riêng của bà. Về vấn đề capital gain đó, nếu bà làm chủ 5 năm và đó bà có ở trong đó tối thiểu là 2 năm trước khi bà bán thì bà được trừ 250.000. Tuy nhiên đó, bởi vì cái title chỉ có mình bà, do đó bà chỉ trừ được 250.000 chứ bà không có trừ được 500.000, là bởi vì ông chồng bà không có cái title trong cái chủ quyền cái nhà đó. Để được hưởng cái 250.000 nó đòi hỏi hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là phải có tên trong chủ quyền, tức là phải làm chủ căn nhà đó trong 5 năm. Hai là mình phải ở trong nhà đó 5 năm hay tối thiểu 2 năm trước khi mình bán. Thì trong trường hợp này chỉ có mình bà làm chủ thôi. Ổng có thể ổng ở đó nhưng mà ổng không có đứng tên là chủ quyền, do đó bà không có trừ được 500 ngàn mà bà chỉ trừ được 250 ngàn. Ok? Dạ. Yeah. Ok. Dạ, cảm ơn sư. Nhưng mà còn một cái câu hỏi phụ nữa là nếu mà hai vợ chồng khai thuế mà mỗi năm á, có khai thuế là đóng thuế đất căn nhà đó thì vậy có ảnh hưởng gì không dạ thưa? Nếu bà đóng thuế đất cái căn nhà đó thì nhiều lắm, trong tương lai rủi mà hai ông bà không ở nhau ly dị đó, thì ông có thể có quyền đòi phân nửa cái số tiền thuế đất đó, ok, ở trong trong thời gian mà hai ông bà lấy nhau. Tuy rằng luật sư bà cũng có thể cãi rằng là bởi vì nếu cái nhà đó là cái nhà ông bà đang ở trong đó, thì cái việc mà bà đóng thuế đất cũng là để cho cái quyền lợi chung, ông có cái hưởng trong cái nhà mà bà ở, ok. Dạ, xin cảm ơn luật sư. Dạ. Thì nhà này đứng tên dùm cho gia đình cha mẹ đó. Mình cũng muốn cho rõ ràng, không có gì để sau này không có làm gì người thân của mình phiền lòng. Dạ. Dạ, xin cảm ơn luật sư rất nhiều ạ. Không có gì bà. Xin chào luật sư. Dạ, chào bà. Hello, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Dạ, tôi vào 2005 á, thì tôi có sang tên lại cho hai đứa con. À, nhưng mà cái số tiền trả nợ nhà băng đó thì lấy tiền rent của hai căn nhà để trả nợ cho vấn đề nhà băng. Thế thì bây giờ tôi muốn hỏi luật sư, khi mà tôi làm giấy sang lại cho hai người con của tôi đó thì nó có quyền là lấy tiền ở trong nhà băng bây giờ tháng trước 50 ra mà không có sự đồng ý của tôi. À, trong cái thai thù mà trước á thì có bốn người tên ở trong cái thai thù, vợ chồng tôi và hai đứa con. Thế thì bây giờ đó nó phóng cái tin ra là nó sẽ đuổi theo luật pháp thì nó đuổi hai vợ chồng ông ra khỏi nhà. Dạ. Ok. So cái ông nói đó là nếu 2005 mà ông chuyển cái tên chủ quyền của cái nhà sang cho con ông rồi đó, và ông không có tên ở trong cái chủ quyền đó thì con ông nó có toàn quyền, nó có thể vay tiền nhà băng để nó rút cái equity ra, nó cũng có thể bán cái nhà đó và nó cũng có thể đuổi ra ông khỏi nhà đó. Cái việc á, mà để ông kiện để ông giữ lại hai căn nhà đó thì nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố mà có thể sẽ khó khăn để mà ông có thể thành công, là bởi vì ông đã chuyển cho nó từ 2005 rồi và bây giờ là 2019, tức là đã 14 năm. Thì do đó một khi ông đã chuyển, do đó mà vì vậy đó mà chúng tôi thường khuyên rất là nhiều quý khán thính giả là khi mà quý vị chuyển cái chủ quyền cái nhà của mình cho con của mình đó thì quý vị phải suy nghĩ rất là cẩn thận, là bởi vì đó khi con mình còn nhỏ, yes, nó là con của mình, mà khi nó lớn đó thì nó còn có vợ có chồng rồi nó có con của nó, thành ra nhiều khi đó nó có thể bất hiếu, mà chẳng thà nó bất hiếu với mình nhưng mà nó tốt cho vợ cho con cho chồng cho con nó. Ok, thành ra có những rất là nhiều trường hợp, nhiều khi chẳng may giống như trường hợp ông chẳng hạn, là
Bây giờ ông hỏi nó có quyền nó đuổi ông ra khỏi nhà hay không? Thì cái câu trả lời là yes, nó có quyền. Là bởi vì nó là bây giờ nó đứng tên là chủ nhà, thì nó là chủ nhà, yes, nó có quyền nó đuổi ông ra. Và nó có toàn quyền, cũng như là ông nói là nó muốn vay tiền 50 ngàn vào trong trên cái nhà đó. Yes, nó cũng có quyền vay tiền, là bởi vì nó là chủ cái căn nhà đó. Và nó cũng có thể bán căn nhà đó cũng được nữa. Thành ra, vì vậy đó mà đó là cái câu trả lời cho ông nhé. Bây giờ thì chúng tôi lại phải tạm ngưng để đài chạy phòng quảng cáo thương mại. Thành ra quý vị còn chờ đường dây, tiếp tục giữ đường dây điện thoại của mình. Chúng tôi vẫn tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị.